Thưa quý vị, một vụ tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra vào chiều qua ngày 8 tháng 5 tại sông Thu Bồn thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam. Theo cơ quan chức năng, khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 5, nhóm 11 người đi trên một chiếc ghe máy công suất nhỏ vượt sông Thu Bồn từ Hội An sang huyện Duy Xuyên thì bất ngờ ghe bị lật. Người dân và tàu đánh cá gần đó đã nhanh chóng tiếp cận và cứu được 6 người. 5 người mất tích có độ tuổi từ 20 đến 27 tuổi. Sau khi sự việc xảy ra, Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường, huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm xuyên đêm bằng lưới. Đến sáng nay đã vớt được chiếc thuyền bị chìm và 2 nạn nhân, hiện vẫn còn 3 nạn nhân chưa tìm thấy. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn đang mất tích.